Một chiếc SIM có SIM FI không? 150 bản dần anh em nhá. SIM gì ấy ơi, SIM gì ạ? RAM ạ. RAM, con đấy của RAM. Con đấy được FI rồi chứ. XI đọc biển số. XI 150 anh em nhá, biển số 28H1308. 18.500 nhá, đời 2017 em nhá, 18.500. Bản sần, bản đen này anh em này. Anh em nhìn sần nó vẫn còn nổ nha, xe vẫn đang nổ. Đấy, 2017. 2017 nha anh em nhá. Đây anh em nhìn pha kính giá dao động bằng một chiếc Segway. Đứng này đừng giống quay. Anh em. Bằng một chiếc Segway thôi. Đây quay cả bên này xem. Này anh em đánh rửa thì sẽ sạch. Đấy, đồ này. Cũng đều 2017 mọi người nhá. Đấy, một chiếc xe XI 150. Đấy, 2017. Anh em Đây, em đang cầu đỏ mắt cho con Jim đấy. Thì em đang cầu đỏ đang Jim rồi, nhiều người mua quá trời. Đây hun chờ đây. Hun chờ vừa tiền. Bản đặc biệt đen sần. Đọc biển số. Biển 29B1 anh ơi, 96195. 96195 nha anh em nhá. 29B1 96195. Đấy, một chiếc Future bản đen sần 2019. Em giảm anh 1 triệu con này nhé. Vâng. 20 triệu nhá, bán 20 triệu. 2019 bán 20 triệu. Kiểm tra thay dầu đấy. Em ơi, ghi vào thay dầu đấy. Xong chưa? Ông em xong chưa? Xong rồi, nhưng mà đang đợi tiền. Đang vì nhiều người quá. Vẫn đang xếp hàng bán vàng à? Không có. Anh đang gọi. Anh Hậu đang dọn xem này. Không phải ghi. Anh Hậu đang dọn. Hậu quay camera đang dọn nhá. Vẫn là xếp hàng bán vàng à? Không có. Xem gì thế. Anh Chiến Nguyên ơi, có nhá, có chưa, có xe. Có anh hát nhá. Vào tiếp. Tiếp theo anh em nhá, một chiếc A-Blade bản 2020 màu đỏ đen này, trắng. Bê mâm. Đen trắng Quyên đen. Soi. Đen trắng đỏ. Đời này bé mắm cho Hoàng Kiên soi. Hoàng Nguyễn. 7.600 cây anh ơi, ốc lốp vẫn còn đi theo xe. Đây. 2020. Hay rồi đúng không? Lại Đức Thương lại về nhồi cho người quen KK đúng rồi. Người quen bán, người quen là dễ bán nhất. Tuấn Ca mẹ bạn xe có mua không? Có anh Tuấn Ca ơi, có mua nhá. 29V5 anh em nhá, 57942. Anh ơi, 29V5 57942, năm sản xuất 2020. Anh quay cho em cái mặt trên này. Phím công tắc này, con AV con này. Triệu nhá. Con này là lốp bị đinh. Anh em thay lốp bị đinh. 33 triệu. Vâng, 33 triệu đồng năm sản xuất 2020 ạ. Màu đen trắng đỏ anh em nhá, xe rất là đẹp, đều xe máy chất. Thế nên em vẫn cam kết chất lượng cho anh em mà. 520 12 em đang xem rồi. Vâng. Mình chào chất lượng cho em hỏi chút kinh nghiệm về xe. Ok, Minh Chào ơi. Bán chán không được thì đành bán lẻ thôi anh em ạ. Thôi không sao, vẫn bán được mà, không vấn đề đâu. Qua thôi, vâng. Mình vào vị thì mình mua. Tiếp theo một chiếc Vision anh em nhá, biển đời 2018 ạ. Màu đen sần. Biển số 29C1. Miếng ngon thì mình gấp nhá, mình soi tội gì đâu, chả có lý do gì, miếng xương rồi gì. Ông cứ mẹ miếng ngon rồi, có lý do gì. Em không còn xe CD anh Phạm mà Mạnh Luyến rồi. 2018 anh em nhá, bản đen mấy sần. Mấy con Jim qua mình cộng mình bán 37 triệu, có mấy đại ca đang bán giả 41 triệu nhưng mà bán cho ông anh rồi, bán cho khách anh em đặt cọc trên này rồi, không bán lại. Ở thôi cộng thêm cho 4 triệu nữa ông anh trên này ấy. Có một đại ca đang nhắn tin. Đấy, có một ông anh khách trên này hôm qua buổi live qua mua đấy, mình bán ra 37 triệu ấy. Thế nhưng mà anh ấy lại không bán, chết nhiều lúc xe về tay đích bán. Nếu anh có nhu cầu bán thì lại liên hệ làm 3 triệu thì 3-4 triệu thì em lại bán hộ anh. Mua xong anh bán buổi luôn, live mà nhưng anh em săn live vẫn được mà. Vâng. 2018 anh em nhá. Đấy, con xe Jim Thái qua đấy, con máy chạm đấy. Con đẹp lắm. Thực ra con đấy đều xe đều mà. Xe. Cứng, mình cộng vừa phải đấy mà.
Ôi một chút thôi, anh em bên ngoài đi nhá, lại tiếp tục con này nhá. 1.8 ạ, biển số 29C1 anh ơi. 69044-2018 bản đen sần anh em nhá. Máy rất là chất. Đây anh em mình 2018. Vâng. Tay sách có được bắn tỉa. Mua vào là 24 triệu rồi, cậu em 2 triệu. 26 triệu đồng anh em nhá. Mua 239 rồi nhá, cậu em 2 triệu. Vâng. Đấy. 2018 xe đẹp bản đen sần. Xe đẹp, bản đen sần, bản cá tính này. Bản đất đấy. Bản đất, bản đen sần. Đen sần. Máy chất lượng cao. Bên sơn vào. Cổ bị bong lại không? Thưa Tiệp ơi, cứ chọn cái cơ sở nào uy tín sơn lại nó tốt mà, không sao cả đâu, sơn lại bình thường mà, tỉa lại. Nhưng mà anh em phải chọn cái cơ sở nào nó ấy rồi nhá, em phải cho sát 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 xe đi. Em phải cho sát để rách này nhá, đừng để ra ngoài đường, để rách này thôi. Anh em cứ đến cơ sở nào uy tín, sơn nổi tiếng, uy tín thì sơn nhá. Cứ cơ sở nào nổi tiếng ấy, mà thợ giỏi ấy nhá, thợ lâu năm, thợ giỏi thì làm, anh em đừng có sơn lại với cái dòng xe Team Việt này, làm cẩn thận. Không sao đâu. À Đinh Dung Kim Dung làm thật ăn không hết, đúng không ạ? Con Min bán chưa để anh lại mang con nữa ra. Chú Kiên, Min bán rồi anh ơi. Xếp lên IBTS màu trắng. Ok, chờ tí nhá. Click anh em nhá, một chiếc Click đời 2008 ạ. Chờ tí cháu ơi, châu 2 nhá, 2 châu nhá. Vâng, Click 2008 biển 30F8 2654 anh em nhá, 2008 rồi. Đấy, em nổ máy cho anh em cùng test xem chiếc Click giá thì vừa vừa phải phải dành cho chị em đi làm được, cho các cô, các con đi học. 8 triệu rưỡi nhá anh em nhá, 2008, 8 triệu rưỡi. Vâng, sạch sẽ ngon lành cành đào rồi, 8 triệu 500 nghìn nha anh em nhá. Đây, đồ đã được dọn sạch sẽ rồi, giá có 8 triệu rưỡi rồi, đời 2008. Máy ngon. Biển N1 nó là vẫn là 2011 nhá. N đầu 9. Biển 30N1 nó vẫn là cuối tháng 1, tháng 2, 2011. Quan trọng nó là đầu mấy ạ, đầu 9 thì nó lên 2011 rồi anh em nhé. Đấy. Con này có 8 triệu 500 nghìn thôi ạ, anh em nào quan tâm. Anh Tuân Trần Hồng nhá. Đấy, con lít cũng thế mà, okay. Nó là đẹp. Đầu 9, đầu 8, đầu 9 thì lên 2011 rồi. Vâng, một chiếc. Anh em nhá, thứ nhất là vợ già đi nhà ống nhá. Anh em cứ nhà ống ở rất dễ, có để xây các phòng rất dễ. Đấy, vợ thì nó cũng như thế, nó thút thít. Một chiếc xe này đây. Liberty. Bản ABS anh em nhá, xanh ABS. ABS. Ông đại gia quê chip. Rất nhiều chí phèo nhá, thị nở nhiều chí phèo lắm. Quê hương lắm. 14 Quảng Ninh anh em nhá, 14B1 36197. Anh em quan tâm. Quảng Ninh. Vâng. ABS ạ. 18 triệu 500 nhá. 18 triệu 500. 2015. Bản ABS nha, bản động cơ AES này, động cơ này đi tuyệt vời luôn, động cơ mới nhất hiện nay, động cơ AES. Sơn zin máy zin. Xe đẹp nhá. 630 anh em đang xem này, đông quá nhỉ. Chưa chị ạ, để được bảo cả con kia nữa. Cùng Nguyễn